Bây giờ thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Cô vợ xinh quá. Chào hai em. Vâng, chào anh chị ạ. Hai em có cảm thấy thoải mái không? Cũng đang rất là thoải mái ạ. Thấy chú rể tự tin đấy, còn em? Dạ, cũng hơi rung. Hơi rung. Dạ. Cho một tràng pháo tay để khích lệ cô vợ. Mà hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Phúc Đan Nguyên, năm nay em 27 tuổi. Em đang làm tại một cái công ty truyền thông. Dạ, chào anh Hồng Vân và chị Quốc Thuận. Quên. Anh Hồng Vân. Chào anh Thuận và chị Vân. Em là Phạm Văn Điều. Em năm nay 28 tuổi, cũng đang là nhân viên của công ty truyền thông. Đó, hôm nay anh Thuận là gặp đối thủ rồi nha anh Thuận. Tôi nói cho anh biết à. Rồi bây giờ hai bạn hãy truyền tin cho tôi biết rằng là hai bạn là gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Ở công ty truyền thông, thì hai người này cùng làm truyền thông. Đúng không? Đúng không em? Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, ôi, thấy thế. Rồi nhưng mà là cơ duyên gì các bạn lại là tiếp xúc nhau rồi quen nhau rồi yêu nhau và cuối cùng là cưới nhau? Em thì cái lần đầu tiên mà em gặp vợ em bây giờ thì là cái một hôm em ngồi ở gọi cái lễ tân của công ty, vợ em nó lại chạy sang vào công ty nhìn rất là lạ, vào chị cho em mượn cái kim để em may lại cái ba lô, thì cũng gọi là có để ý từ đợt đấy. Còn em thì cứ để ý, tại vì thật ra lúc đó em nhìn em thấy không có đẹp trai nên em không để ý cho lắm. Ăn mặc hơi bị lôi thôi rồi ngồi đấy, giống như nhân viên đến xin việc em cũng không để ý cho lắm. Rồi tiếp theo, lúc đó là vợ em đang có quen một anh cùng làm với em luôn. Dạ đúng rồi. Sau đó thì khoảng tầm một thời gian, vợ em lúc đó thì lại gọi là thất tình. Lúc đó là tụi em có một cái hội ba người với nhau, có một anh ở cùng công ty luôn, thì mới quyết định là Tết thì cả ba đứa đều đang không có tình yêu, em thì đang thất tình, anh kia cũng thất tình, anh này thì đang chưa có bạn gái, nên là quyết định là rủ nhau về quê anh này chơi. Thật ra lúc đó thì cái anh đồng nghiệp ở trong công ty á, anh cũng hơi thích em. Cho nên là chắc là cũng ý đồ là rủ đi chơi xa, đi ăn Tết xa nhà để nhưng mà ảnh lại chưa xong việc, cho nên là em với anh này lên xe về Đắk Lắk trước. Không ngờ là trong cái chuyến xe đó là dớt em luôn. Đỉnh mật. Mất tay chân luôn. Ngồi trên xe thì nói chung là cũng phải đi một đoạn rất là dài. Thì cũng hỏi là có mỏi không? Có cần mượn vai không? Ôi trời. Có mượn, thế đấy, cho mượn vai này, dựa vào. Rồi bưng luôn. Thì mượn luôn đến bây giờ đó. Em chị hỏi nè, vợ em đẹp quá, em có ghen không? Em thì cái gì cũng biết, mỗi ngoại trừ không biết ghen thôi. Có thiệt không? Em rất là thắc mắc cho tới tận bây giờ luôn. Em hỏi hoài nhưng mà không có kể với em. Là cái đợt đó là em đi công tác trên Đà Lạt, thì ở nhà chồng em mới đi nhậu với lại bạn trai cũ của em, thì hai ông này ngồi nói cái gì nhau không biết, thì lại gọi điện cho em khóc lóc tùm lum hết, khóc vào điện thoại, khóc vật vã mà em không biết khóc chuyện gì. Em nói thì không nói, mà lúc đó thì em đang liên hoan với đoàn ở trên Đà Lạt, đang hát karaoke rất là vui. Em bực mình quá, em cúp máy, em lại gọi điện cho một cái chị khác ở công ty, em kêu chị ơi chị ra chị xử lý giùm em đi, em đang hát karaoke rồi. Xong rồi chị đó ra dỗ dành thì một hồi cũng nín khóc, nhưng mà cũng không nói lý do tại sao. Tới bây giờ cưới nhau rồi cũng không biết tại sao hôm đó khóc luôn. Em hỏi thẳng chồng đi, khóc vì lý do gì? Em cũng không biết tại sao hôm đấy em không có nhớ. Bình thường thì nhậu khoảng 10 hoặc 12 hai lon gì đó, đâu là bị quên mất mình làm gì hoặc là mình nói gì hoặc là các thứ, đâm ra là không có gì để nhớ mà kể lại với vợ cái vụ đấy. Không nhớ luôn. Thật em không nhớ được. Có cái anh kia đỡ ha, hỏi là sao? Các em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ gần 4 năm ạ. Wow, 4 năm. Vậy thì tất cả mọi thứ cho đến sẻ. Cái cho đến cái ngày cưới nhau thì cái tình yêu của các em có suôn sẻ không? Suôn sẻ, hầu như không có chia tay cho đến gần lúc cưới. Khá căng thẳng. Em không, nói chung không biết là cái nguyên nhân là chính xác là cái gì, nhưng mà em chỉ nhớ có nói câu là bây giờ cưới không cưới thì thôi. Mẹ vợ em bây giờ là cũng phải gọi sang ngồi nói chuyện. Sao cái vụ gì vậy em? Tại vì thật ra trong suốt 4 năm tụi em yêu nhau lạ lắm, ít nói chuyện với nhau lắm. Tới cái lúc mà gần cưới thì là mới phải có nhiều chuyện để nói với nhau, bàn bạc rồi chuẩn bị các thứ. Thì vì nói chuyện nhiều với nhau cho nên nó mới xảy ra mâu thuẫn. Vỡ hòa ra một số mâu thuẫn. Còn trước đó là không có nói chuyện với nhau. Chủ yếu là mâu thuẫn về cái việc phong tục á. Ở miền Bắc thì các phong tục cưới hỏi của người ta khác, rồi ở trong miền Nam thì lại khác. Vì thì chút xíu vậy thôi mà mém chia tay luôn đó. Dạ. Tại vì mình cũng nhận ra được cái là mình lúc đấy mình nóng quá. Mình nói câu đấy là lúc sau mình nghĩ lại, ủa sao tự nhiên mình nói câu đấy nhỉ? Là mình biết mình sai. Thôi bây giờ chuyển sang cái giai đoạn cái gì đâu liếc. Bây giờ anh muốn hỏi em anh trước tiên nè, em có vỡ mộng gì về cái cô vợ này không? Dạ. Nói chung là ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Ôi trời ơi. Trong chăn có rận đấy. Trong cái chăn của bạn nó có bao nhiêu con rận? Cũng nhiều con rận, nhưng mà em mới bắt được khoảng 3 con rận to.
Rồi. Có hai cái em kể trước là cái nết ăn và cái nết ngủ. Gọi cái nết ngủ của vợ em thì đúng là bá đạo. Bá đạo nhất, gọi là chắc nhất cái vịnh Bắc Bộ này luôn. Thì em ra đây em nằm em tả ra ngơi. em tả không tả được. Đơn giản nhất là cái hôm gần đây là có Euro. Chẳng hạn như hẹn là khoảng 2 giờ dậy xem Euro cùng với chồng. Rồi đặt báo thức cứ 5 phút một cái báo thức, 5 phút, 5 phút một cái báo thức. Nó báo thức liên tục. Bắt đầu nó kêu từ 2 giờ cho đến 8 giờ sáng. Mà vẫn không thức. Không thức, 8 giờ sáng mới chính xác thức dậy. Anh mở tivi coi Euro. Em ơi, 8 giờ sáng rồi. Em dạ. Còn đỉnh điểm hơn nữa là hôm mà nhà em có khách. Tối hôm trước đã gọi là sáng đi chợ mua đồ về nấu đồ ăn. Không thèm dậy. Còn em cầm hai chân kéo ra giữa giường. Nửa người trên giường, hai chân dưới đất. Cũng không dậy. Thế là em đi chợ trước. Sắp đi chợ xong về, mở cửa ra vẫn còn đang nằm ngủ. Nửa trên, nửa dưới. Vẫn ngủ. Nửa trên, nửa dưới. Hay thiệt. Kinh khủng luôn. Rồi, đó là nết ngủ. Còn cái nết ăn thì em không hiểu cái bụng vợ em. Ăn gọi là ăn triền miên. Ăn lúc nào cũng ăn được đó, đúng không? Lúc nào cũng ăn. Ăn mà ăn gọi là bất chấp tất cả mọi thứ. Có nghĩa là trừ cái lá xoan đắng quá không sơi được thôi, còn lại ăn được hết. Buổi tối thì làm đĩa cơm chiên gà xoay mỡ to tướng. Vừa được 30 phút. Anh ơi, đói quá, làm đĩa bánh cuốn, hai cái trứng vịt lộn nữa. Xong ly trà sữa. Rồi em không hiểu là ăn cái gì ăn gì. Mới đây không? Mới đây thôi ạ. Vậy mà vẫn mảnh mai quá. Ăn nhiều nhưng mà có đi bác sĩ chưa? Dạ, ăn nhiều đâm ra là cái chuyện mà làm đồ ăn nó cũng gọi là độc và lạ đấy. Khánh chuyên biến món quen món lạ, là món trứng chiên chẳng hạn, là thịt, rồi là mộc nhĩ, rồi là lạp xưởng, xúc xích cho vào trộn lẫn loạn sườn ngậu, vứt vào lấy rồi chiên lên mang lại ten. Trang trí rau thơm đủ thể loại đấy, xong đưa cho em ăn. Nhiều khi em bảo không hiểu là mình là người hay là heo nữa, ăn những cái đồ mà giống cắn lại không cắn, đúng không? Cái con lợn thứ ba thì con lợn này thì hơi bị to. Vợ em có cái tính giận cái là bỏ về nhà mẹ. Người ngoài, người biết người ta không hiểu cho thì người ta nói mình thế này thế kia. Đó là ba con lợn. Vợ đi tới em đi. Đó. Dạ, cái tật xấu đầu tiên của chồng em rất khó chịu là nhiều chuyện. Nhiều chuyện cực kỳ, trời ơi. Tôi nói trẻ em đi ngoài đường chạy đi. Cái thấy ba bốn người đang tụ tập bên lề đường, quay lại ngó mà quấy cái đầu lại nhìn thấy người ta đang làm cái gì. Rồi đơn cử như cái chuyện vợ chồng giận nhau, ví dụ như ngay cả em giận chồng em có bỏ về nhà mẹ em thì em cũng không nói gì với mẹ hết, mà qua hôm sau là cả công ty biết hai vợ chồng giận nhau. Là người đàn ông thích chia sẻ. Em chỉ nói với mỗi người. Rồi cái người đấy lại là cái người mà nói với công ty em, đúng không? Đúng rồi, người ta truyền thông đi nhiều người. Công ty. Thứ hai của chồng em là đàn ông mà khi mà say á thì thường là bộc lộ hết được cái gọi là cái thật nhất trong lòng mình. Cái thật nhất. Dạ, chồng em thì có một cái tật là bình thường thì nhìn rất là điềm đạm như vậy, nhưng mà khi mà say vô là thích sờ mó. Sờ mó. Dạ, sờ đùi, sờ ngực của mấy anh con trai nhà nhậu chung. Tao ơi. Tạ. Hả? Sờ đùi, sờ má, sờ ngực, tao ơi. Hiểu tại sao lại kỳ cục vậy nữa, nhưng mà thật sự là như vậy. Dạ. Em nếu mà cỡ cái sờ mó va chạm một lúc nhậu thì em chỉ có mỗi một đối tượng là đó anh quay phim ở công ty. Nói chung sờ mấy anh cũng được, sờ mấy cô được. Thì đó, chúng ta vậy. Sao nữa? Dạ, nhưng mà qua hôm sau tỉnh lại thì không nhớ gì hết. Qua 15-16 chai là không nhớ. Dạ, đó. Cái lý do mà vì sao mà em mỗi lần giận lên á, em hay bỏ về nhà mẹ. Tại vì ảnh khi mà ảnh say lên á, giống như ảnh không có kiểm soát được nữa. Không còn biết mình là ai, không còn biết là mình đang làm gì nhiều. Nên thật sự là em sợ, không làm chủ được bản thân. Cả bản thân mình. Nói chung là tại vì những người nhậu xỉn rất là dễ bị xích mích với hàng xóm. Không, chỉ ăn hiếp có vợ thôi, còn lại tất cả mọi người đều rất là vui vẻ. À, dạ, anh này là tụi em mua nhà chung cư chưa xây xong là đã có một cái hội hàng xóm với nhau là hàng tuần gặp nhau ăn nhậu rồi. Nào mà nhậu với ông hàng xóm kế bên rồi cứ sờ mó ông hoài được. Bị vợ ông quýnh không trời. Thực ra em là một cái người rất là thoải mái, thậm chí là em còn thích là rủ bạn về nhà em nấu đồ ăn cho, hoặc là đi mua ngoài về ăn rồi em dọn dẹp cho. Nhưng mà em chỉ mong một cái điều duy nhất là uống thì phải biết chừng mực.
cái gì cũng vậy, tới cái ngưỡng của mình biết là mình sắp say rồi thôi mình ngưng. Cứ sợ tao uống hết bia hay sao. Em bây giờ chỉ cần em có cái bia thôi, tự khắc ông này cũng sẽ bớt. Thì chị nghĩ như vậy nè, ví dụ như bây giờ đầu tiên chồng chưa tự control được á thì em hỗ trợ đi. Em cứ điều trước nó ở mọi người ơi, khẩu phần mỗi người là 5 lon thôi nghe. Chị nghĩ là như vậy nó đơn giản chỉ thôi mà. Là đó, như vợ em nói em đó. Nhưng lúc mà em vượt ngưỡng là em mất kiểm soát, mà lặp đi lặp lại cái là nó sẽ tạo thành một cái hình ảnh rất là xấu. Hai người cùng làm chung một công ty nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Hoặc là các bạn cùng tiến, hoặc là các bạn sẽ bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Đó, cho nên là tiên là các bạn ấy là một cái khối đã. Ví dụ như là vợ nói là vợ về nhà mẹ đó, không ai biết, nhưng mà ngày hôm sau cả công ty biết là do lỗi của chồng. Dạ. Chồng chia sẻ làm gì. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ.